ấy lại hỏi rằng: Bạch tôn giả Gotama, có hạng tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân hoại mạng chung có thể diệt tận khổ đau không? Tà mạng ngoại đạo tức là những cái vị mà không phải đạo Phật, những cái vị ngoài đạo Phật ấy, sống tà mạng. Có ai mà đã chứng được niết bàn chưa? Có ai mà đã đoạn được các phiền não chứng ngộ niết bàn được không? Thì Đức Phật trả lời thẳng thắn rằng: Này Vajra, không bao giờ có, không có một tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân hoại mạng chung có thể sinh thiên. Đây là một cái điều đây là một cái điều, một cái sự thật chắc chắn như vậy. Ngay một vị tà mạng ngoại đạo không bao giờ có thể chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tất cả các cái đạo quả sa môn ấy không có ở trong giáo pháp của ngoại đạo. Ngoại đạo không ai có thể tu tập chứng. Có thể có những người là ngoại đạo, người ta mà y cứ vào những cái pháp của ngoại đạo ấy tu thì không có ai. Từ ngàn xưa thì đến giờ chưa từng có ai, chưa từng có khai thiên lập địa hay là muôn ngàn những cái đại kiếp về trước không có, muôn ngàn đại kiếp về sau cũng không. Nhưng chỉ khi nào những vị tà mạng ngoại đạo ấy gặp được giáo pháp của Đức Phật, gặp Phật hoặc gặp giáo pháp của Phật, nghe được giáo pháp của Phật, vị ấy có thể bừng tỉnh, vị ấy có thể thức tỉnh, có thể giác ngộ được, và vị ấy có thể chứng được cái đạo quả niết bàn thì có. Có những người người ta gặp Phật người ta không hoan hỷ, người ta không có tu theo Phật. Thậm chí mà khi Đức Phật thuyết pháp, vị ấy có thể ngồi không ngồi ở trong thiền đường mà vị ấy ngồi bên ngoài, nhưng mà vị ấy vẫn lắng nghe xem là ông nói gì. Thế nhưng mà khi mà nghe đến cái chân lý thủ thắng, nó hợp với cái tư tưởng của mình, vị ấy chấp nhận cái tư tưởng đấy của Đức Phật, bừng tỉnh và giác ngộ. Chuyện đấy là có, là có nhiều cái người nữ ở trong đạo Phật và muốn hóa độ cho những người thân bên gia đình nhà chồng của mình, vì họ là ngoại đạo cho nên là đã thỉnh Đức Phật và các bậc thánh tăng về nhà để cúng dường chay tăng, sau đó thì thỉnh các ngài thuyết pháp. Mà những người cha chồng hoặc những người chồng ấy, người ta là ngoại đạo, người ta không kính lễ Phật, người ta còn ngồi bên ngoài cái rèm, nhưng mà người ta vẫn lắng nghe pháp. Khi nghe xong, có nhiều người đã chứng được sơ quả, nhị quả gì đó, đã chứng được đạo quả, và sau đó khi chứng được đạo quả thì người ta vào, người ta kính lễ Đức Phật. Nó như là cái trường hợp của bà cư sĩ Visakha vậy, mà cũng lấy chồng là người ngoại đạo và chứng sơ quả từ lúc bà 7 tuổi, và bà đã có cái phương tiện là để hóa độ nhà chồng bằng cách là bà thỉnh Đức Phật và chúng tăng đến nhà và cúng trái tăng hàng ngày bà thỉnh Đức Phật và các vị trưởng lão thuyết pháp hàng ngày, cho đến khi mà cái ông bố chồng thì ông ấy rất là chấp thủ, ông ấy không chịu kính lễ Đức Phật. Nhưng khi Đức Phật thuyết pháp thì ông vẫn ngồi ngoài ông nghe. Ông khi mà ông nghe xong, đến một cái ngày mà ông ấy bừng tỉnh, ông giác ngộ, ông chứng được sơ quả dự niêu thì ông vào ông quỳ, ông đảnh lễ Đức Phật luôn. Rồi ông đảnh lễ luôn cả con dâu, ông bảo thôi từ nay con là mẹ ta. Là mẹ thì ta có mẹ đã sinh ra thân ta, nhưng con là người đã sinh ra cái trí tuệ giác ngộ cho ta. Đấy. Vì lúc ấy ông ấy biết là cái cô con dâu này vì độ mình, vì độ cho gia đình nhà mình, cho nên mới làm những cái việc ấy. Cho nên là từ đấy mà đi mới có cái câu, bà Visakha mới có một cái danh hiệu là mẹ của, tức là của cái ông Bà La Môn đấy. Đấy. Từ nên lúc đấy mà đi ông coi con dâu như là bà mẹ của mình, ông cung kính những người đã đem lại cái trí tuệ giác ngộ cho mình đến thế. Và lúc em quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật và xin quy Đức Phật. Ấy là những cái hàng ngoại đạo như thế thì mới có thể chứng được các đạo quả mà đoạn được khổ đau là thế. Nhưng còn trong cái giáo pháp của ngoại đạo thì không có cái giáo pháp nào dạy cái pháp để đi đến đoạn trừ phiền não, dạy để cái pháp có thể đi đến chấm dứt khổ đau. Không thể có, không hề có, chưa từng có. Mà tất cả giáo pháp của ngoại đạo chỉ có dạy một cái mục tiêu cao nhất, đó là sanh thiên. Hầu hết các ngoài pháp của Đức Phật ra là hướng đến niết bàn là chính. Mà ai thích sinh thiên thì vẫn sinh thiên được, sinh thiên vẫn tu chứng niết bàn được, không sao hết. Còn đại đa số các tôn giáo khác, các đạo khác thì người ta đều thờ các đấng thần linh, và người ta đều mong cầu các vị thiên thần ấy sẽ
sẽ tiếp rước họ về cái cõi thiên đàng, về cái cõi thiên giới ở trong tương lai. Cái mục tiêu, mục đích của các hàng ngoại đạo là thế, là tu tập hay là phụng thờ cái đấng giáo chủ của mình theo cái nghi lễ, theo cái đạo của mình, là cái mong cầu tối tha tối đa của họ là để khi chết được sinh về cõi thiên giới. Rồi Đức Phật à rồi cái vị du sĩ ấy lại hỏi Đức Phật một câu nữa rằng: Bạch tôn giả Gotama, có hạng tà mạng ngoại đạo nào khi thân hoại mạng chung mà có thể sinh thiên được không? Một câu hỏi rất thiết thực. Nào, những hàng ngoại đạo á, ngoài đạo Phật á, vậy các cái hàng ngoại đạo người ta tôn thờ tu theo cái đạo của họ chỉ hướng đến sinh thiên. Vậy đã có ai sinh thiên chưa? Hỏi Đức Phật một câu hỏi rất thực tế. Đức Phật trả lời rằng: Này Vua Cha, dầu ta có nhớ đến 91 đại kiếp, ta không thấy một cái ngoại đạo nào, một tà mạng ngoại đạo nào mà đã được sinh thiên cả. Khủng khiếp không? Trừ một vị, và vị này đã thuyết về nghiệp và quả của nghiệp. Trừ một vị, 91 đại kiếp trái đất, 91 lần trái đất sinh diệt, biết bao nhiêu ngoại đạo. Trong một đại kiếp đã biết bao nhiêu người tu theo pháp của ngoại đạo mà chưa hề có một cái tà mạng ngoại đạo nào có thể sinh thiên. Chỉ trừ có một người duy nhất, đây là một cái câu nói rất là phổ thông trong pháp của Phật thôi, nhưng ai mà học pháp đều biết đến câu nói này: trong 91 đại kiếp chưa có một cái tà mạng ngoại đạo nào sinh thiên được, chỉ trừ duy nhất một người, đó là thuyết về nghiệp và quả của nghiệp. Tức là cái vị này cũng sống tà mạng, nhưng là lại là cái người thuyết rất nhiều về nghiệp, nói rằng làm ác thì phải chịu cái quả ác, làm lành thì được cái quả lành, đấy là thuyết về nghiệp và quả của nghiệp ấy. Nhờ cái thiện nghiệp, về về cái thuyết về nghiệp và quả của nghiệp, ông khiến cho rất nhiều người sinh thiên được, và vì vậy, nhờ vậy mà ông được sinh thiên. Đấy là ngoại đạo mà sống tà mạng, chứ không phải là ngoại đạo mà chánh mạng. Nếu như ngoại đạo mà người ta sống chánh mạng thì người ta vẫn sinh thiên đời, nhưng ngoại đạo mà sống tà mạng, là mạng là làm sao, là người ta sống bằng sự sát sinh, bằng trộm cắp, sống mà tà dâm, sống mà nói dối, sống mà uống rượu, hay là sống mà lừa dối, để tức là mình sống bằng một cái việc làm không chân chính, nuôi dưỡng nuôi sống thân mạng mình bằng những cái việc làm không chân chính, đấy thì được gọi là tà mạng ngoại đạo. Nếu như mà cái ngoại đạo ấy mà người ta có cái tư tưởng rằng vật dưỡng nhơn, ăn thịt chúng sinh thoải mái, giết thịt chúng sinh mà ăn thoải mái không có tội gì, thì chắc chắn cái chúng sinh ấy không thể sinh thiên được, cái ngoại đạo ấy không thể sinh thiên, mà chỉ có đọa vào ba đường ác, địa ngục, quỷ, súc sinh, chứ không có thể sinh về cõi này được. Sống bằng cái sự lừa dối, sống bằng những cái nghề không chân chánh, thì đấy là tà mạng ngoại đạo, không thể sinh thiên. Vậy thì sự việc là như vậy. Này tôn giả Gotama, thời ngoại đạo giới này là trống không cho cả đến vấn đề sanh thiên. Như vậy cái lúc đấy cái vị du sĩ này thật sự là có niềm tin với Đức Phật, cho nên khi đàm luận với Đức Phật, vị ấy đã thốt lên một cái lời chua chát, một cái lời phải nói là đau đớn, một cái lời nói là đau xót cho cái con đường mà mình đang đi, cho cái đạo mà mình đang đi. Như vậy là như vậy này tôn giả Gotama, ngoại đạo giới này, tít tha giá ta na, tít tha giá a tá na, đấy là cái đạo mà cái vị này đang đi theo, nó trống không ngay cả cái vấn đề sinh thiên. Mục đích là hành trì cái đạo này, học cái đạo này, tu theo cái đạo này với mỗi một cái nguyện vọng duy nhất, đó là khi chết được sinh thiên, đâu có mong cầu gì nữa. Thế mà cũng không thành tựu, thế mà cũng còn không đạt được. Thế thì theo cái ngoại đạo này được cái gì, được cái nơi y gì? Đấy, ngoại đạo người ta chỉ muốn làm việc gì đó cho nó có nhiều tín đồ, chỉ muốn đi mua chuộc tín đồ của những tôn giáo khác để rồi làm gì, để rồi cầu sinh thiên. Thế nhưng mà chưa chắc, chưa mấy ai sinh thiên. Nếu như họ sống không có chánh mạng, họ nuôi cái mạng sống của mình không chân chánh, họ mà còn chưa giữ được những giới hạnh, những đức hạnh, họ mà còn làm những cái việc tội lỗi, tự
làm khổ mình khổ người, hay là vị ấy còn làm đau khổ đến bất cứ một cái chúng sinh nào, thì dù có mà cầu nguyện, có cầu nguyện suốt đời cũng không bao giờ sinh thiên được. Bởi vì con đường sinh thiên không phải là cầu nguyện. Bởi vì người ta có cái quan niệm là muốn sinh thiên ấy thì phải tế lễ để làm hài lòng các đấng thần linh, các cái vị thiên thần ấy, các vị chúa tể ấy, các cái vị thượng đế ấy, rồi các vị ấy sẽ cho về cõi thiên đàng. Cho nên là có những cái ngoại đạo, người ta có những cái giáo lý giáo thuyết rất là cực đoan mà nó rất là bất thiện. Đôi khi người ta phải tế lễ, phải giết sinh với bao nhiêu loài, bao nhiêu con nghé đực, bao nhiêu con nghé cái, rồi bao nhiêu đồng nam, bao nhiêu đồng nữ, rồi bao nhiêu sinh mạng đấy, mang đảo hố tế lễ, rồi mai mốt mới được sinh thiên. Thì đấy là con đường đi xuống địa ngục, không phải là đường sinh thiên. Không biết là cái người nào người ta nghĩ ra một cái con đường độc ác như vậy mà người ta lại đi tuyên truyền ở trên đời. Và rất nhiều người lại tin theo những cái con đường bất thiện đấy. Rất nhiều người lại đi theo cái con đường đau đọa lạc nguy hiểm ấy. Và còn cái con đường sinh thiên không phải là tế lễ, không phải là tôn thờ ai, mà cái pháp để sinh thiên đó chỉ là cái phước lành của chính mình tạo ra. Mình tạo ra một cái phước lành nào đấy là mình sẽ sinh thiên được. Cái phước lành ấy rất dễ dàng, là do cái tâm của mình hướng về cõi thiên, mình có cái ước nguyện về cõi thiên cùng với một cái thiện nghiệp tương xứng. Như là mình sinh về cõi người cũng đâu có phải là ai cho mình được sinh lại làm người, có phải là mình xin phép với ông này ông kia cho tôi được tái sinh làm người nhá, đúng không? Ừ, ta cho mình mới được đâu. Đúng vậy, mình sinh lên cõi thiên cũng thế, làm gì có ông nào ở trên đấy có quyền ta cho mày mới được nên, không cho không được nên, không có ai có cái quyền năng ấy cả. Mà do cái tâm của mình hướng nên, có cái ước nguyện ấy, có cái hạt giống ấy, thì nó sẽ cho ra cái quả ấy thôi. Một cái người cần bố thí cho một cái vật thí đến một cái chúng sinh đang cần thiết, là vị ấy đủ cái sanh thiên. Nếu như vị ấy mà bố thí đến những bậc sa môn, bà la môn, thì cái phước càng lớn, càng dễ sinh thiên. Vì ấy chỉ cần giữ giới, vì ấy còn có thể có được một cái chi kiến, có được một cái trí tuệ đúng, là vì ấy có thể sinh thiên. Còn một cái người đọa lạc là do một cái hành động bất thiện, hay một cái suy nghĩ lầm lạc, một cái tà kiến trong nội tâm, là vì ấy có thể đọa xuống cái cõi khổ đau. Như vậy, đấy là cái con đường sinh thiên. Đức Phật chỉ cái con đường sinh thiên và cái con đường đi xuống cái nỗi khổ đau và cái con đường đi đến Niết Bàn. Chứ Đức Phật không phải là có quyền ta cho ai sinh thiên, hay là bắt ai xuống cõi khổ đau, hay là có quyền cho ai đi đến Niết Bàn. Niết Bàn không phải của Phật, chứ thiên cõi thiên đàng không phải của Phật, địa ngục không phải mà Ngài tạo ra, mà nó có sẵn như vậy, nó là sự thật như vậy. Đức Phật là bậc đã thấy ra được những con đường ấy, cho nên Ngài chỉ dạy cho những người khác, cho những chúng sinh khác, cho chư thiên và nhân loại đi theo cái con đường nào tùy theo mình chọn. Nếu muốn đi đến Niết Bàn thì hãy tu theo giới định tuệ như Đức Phật đã giảng dạy. Muốn sinh thiên giới, tạo ra một cái phước lành nào đấy rồi phát nguyện, nhưng đừng có sống tà mạng, hãy sống chánh mạng và tạo phước thì sinh thiên. Còn nếu mà ai mà làm những cái việc xấu xa thì khi chết phải đọa trong cái cõi bất thiện, địa ngục, các quỷ súc sinh Atuna. Đấy là một cái bài kinh chỉ có thế. Rồi Đức Phật nói rằng sự việc là như vậy, này Vacha, thời ngoại đạo giới là trống không cho cả đến vấn đề sinh thiên. Sự việc là như vậy, ngoại đạo ngay đến vấn đề sinh thiên không thành tựu được. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ ngoại đạo Vacha Gota hoan hỉ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Đấy là cái nội dung của bài kinh như thế, một cái bài kinh rất ngắn gọn. Thế là hết.